Xin chào quý anh chị và các bạn đến kênh Duy Dùng Green Land, đất nền đô thị vệ tinh Hà Nam. Mời quý vị hãy cùng quan sát Hồ Vực Giang nhé. Đây là đường vành đai của khu công nghệ cao Hòa Lạc đấy. Đấy, đường vành đai của khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thì Hồ Vực Giang nó nằm sát ngay đường khu công nghệ cao đây. Rất là đẹp. Đấy, đây là Hồ Vực Giang. Đấy, hồ em có một mảnh đất tại sát hồ này cần bán. Thì đó là mảnh đất đằng phía kia. Đấy, chỗ bụi cây đây. Đấy, gần với mép hồ, Hồ Vực Giang. Đấy, sát với khu công nghệ cao Hòa Lạc luôn. Đấy, trong đường vành đai này thì từ đây ra nhà máy VinSmart chỉ khoảng tầm 100m thôi ạ. Vâng, rất là đẹp. Hồ Vực Giang thì sát với đường vành đai khu công nghệ cao. Đấy, vâng. Đường vào của mảnh đất phía trong. Đấy, đường rất là rộng. Đi thẳng xuống là sẽ đến cái hồ. Vâng, đường rất là rộng luôn, rất thoáng. Đó, phía trước là Hồ Vực Giang rồi đó, hồ lớn nhất của Hà Bằng. Xin chào quý chị nhà đầu tư nhá. Siêu phẩm thứ hai của hồ Hà Bằng. Trong tay em thì khoảng tầm 5-6 lô hồ Hà Bằng toàn là siêu phẩm hết ạ. Siêu phẩm này là lô góc 103m, 103m, hơn 6m mặt tiền và lại lô góc. Đấy, mảnh đất rất đẹp, đất rất là vuông. 103m. Đây, xung quanh đã đổ nhựa hết rồi. Đường trong này là xung quanh đã đổ nhựa. Và phía trước kia là hồ Hà Bằng đấy ạ. Hồ Vực Giang. Mảnh đất là 103m. Đấy, có hơn 6m mặt tiền, lô góc cực kỳ đẹp, giá cạnh tranh nhất khu vực. Đấy, khu vực này cực kỳ hot. Đây là hồ, cái hồ này rất là lớn, có thể là lớn nhất của Hà Bằng. Cách đại lộ Thăng Long, phía xa là đại lộ Thăng Long chỉ khoảng tầm 300m. Và ngay sát sườn đằng sau thì nó là đường vành đai của khu công nghệ cao Hòa Lạc. Đấy, từ đây ra nhà máy VinSmart nó chỉ khoảng tầm 300m thôi. Quanh đây nhà trọ rất nhiều. Đây, phía xa kia nhà trọ, đây cũng nhà trọ. Quanh đây xây dựng nhà trọ rất nhiều. Mà đây, nghỉ dưỡng thì xa xa cũng rất là nhiều nghỉ dưỡng. Đấy, đây là mảnh đất view hồ Hạ Bằng. Đấy, lô góc, mảnh này lô góc. Lô góc 103m, hơn 6m mặt tiền, cực kỳ đẹp. Quý anh chị đầu tư quan tâm thì hãy liên hệ với em nha, Duy Tùng Dreamland, để được giá tốt nhất khu vực. Đấy, mời quý vị quan sát Hồ Vực Giang nhé. Hồ Vực Giang này là lớn nhất hồ Hạ Bằng, rất là đẹp, rất thoáng. Đấy, phía đằng xa kia là khu là đường đại lộ Thăng Long đó. Đấy, đằng sau cái hồ này. Đấy, phía đằng sau nó là khu công nghệ cao Hòa Lạc như quý vị vừa có thể xem ở đoạn đầu đó. Đấy, xung quanh rất nhiều nhà trọ ở đây, nhà trọ để phục vụ khu công nghệ cao Hòa Lạc. Nên là mảnh đất quý vị có thể đầu tư thì có thể là mua để xây nhà trọ cho phục vụ công nhân được, hoặc nghỉ ngơi ở đây thì không khí rất là trong lành. Hồ Hà Bằng rất là lớn đó. Đấy, xung quanh cũng rất nhiều nghỉ dưỡng người ta đã xây rồi, rất đẹp. Anh chị hãy ấn đăng ký kênh và bấm chuông để có thể xem những video tiếp theo của Duy Tùng Dreamland.